Nhân Trạch ngày nay xin kính chào bạn. Cảm ơn bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu bạn là người đang muốn tìm hiểu và đang muốn mua một thửa đất ở Nhân Trạch để về đây sinh sống, nhưng bạn không có đủ nhiều thời gian để đến nơi đây tìm hiểu. Bạn không thông thạo địa hình, đường xá khu vực này. Nếu xem những clip quảng cáo, giới thiệu, bạn sẽ rất khó để có được hình ảnh trung thực ở khu vực đó, có chăng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Đến với kênh YouTube Nhân Trạch ngày nay, bạn sẽ không cần phải đến đó nữa. Cho dù bạn đang ở đâu trên thế giới này, bạn sẽ biết được tất cả các ngóc ngách về Nhân Trạch hiện tại và tương lai. Chỉ với một động tác vô cùng đơn giản là nhấn nút đăng ký kênh Nhân Trạch ngày nay của chúng tôi. Mọi thông tin về Nhân Trạch nằm trong lòng bàn tay bạn. Mục tiêu của ta là sở hữu nhà cho người nghèo, chứ không chỉ là nhà ở cho công nhân. Nhà ở công nhân, anh vô làm cho tôi, anh vô đó ở, anh hết làm cho tôi đi ra khỏi. Làm 30 năm, anh không còn làm nữa, đi ra ở, đi ra ngoài ở, ở đâu giờ? Mục tiêu không phải là nhà ở công nhân, mà mục tiêu là nhà ở xã hội, là sở hữu nhà của người nghèo. Làm sao họ lao động 15 năm, 20 năm họ sở hữu được cái nhà mới là mục tiêu của chúng ta. Chiều 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển nhà xã hội tại Đồng Nai. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự hội nghị. Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, Giám đốc các sở kế hoạch đầu tư, xây dựng. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đại diện khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, bất động sản. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, Đồng Nai hiện có 32 khu công nghiệp đang hoạt động với hàng triệu lao động cả trong và ngoài tỉnh. Trong đó có khoảng 700.000 người đang thuê nhà, nên nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội với giá hợp lý là rất lớn. Để cụ thể hóa chính sách phát triển nhà xã hội cho người thu nhập thấp, Đồng Nai đã có nghị quyết số 07 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội và đến năm 2030 là 30.000 căn. Tại hội nghị, các doanh nghiệp nêu ra những vướng mắc cản trở khi tham gia xây dựng nhà ở xã hội, trong đó chủ yếu vẫn là các vấn đề thủ tục hành chính còn phức tạp, khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội cũng như kiến nghị các giải pháp để sớm đưa dự án vào triển khai. Tôi đề nghị là chính phủ nên có các cái gói vay ưu đãi tiếp 30-60 nghìn tỷ tiếp tục cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đặc biệt là thời điểm mà bất động sản đang trong nắng và đóng bao nhiêu thì hiện tại là quan điểm sớm hoàn thiện các quy hoạch xây dựng của phần 500. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở để sớm đủ điều kiện kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư chúng tôi để tham gia. Ghi nhận ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết sẽ tiếp tục sâu sát để cùng với Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh thúc đẩy chương trình nhà xã hội của Đồng Nai. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh khi làm nhà xã hội cần lưu ý mục tiêu là để người nghèo có thể sở hữu nhà. Mục tiêu của ta là sở hữu nhà cho người nghèo, chứ không chỉ là nhà ở cho công nhân. Nhà ở công nhân, anh vô làm cho tôi, anh vô đó ở, anh hết làm cho tôi đi ra khỏi. Làm 30 năm, anh không còn làm nữa, đi ra ở, đi ra ngoài ở, ở đâu giờ? Mục tiêu không phải là nhà ở công nhân, mà mục tiêu là nhà ở xã hội, là sở hữu nhà của người nghèo. Làm sao họ lao động 15 năm, 20 năm họ sở hữu được cái nhà mới là mục tiêu của chúng ta. Để sớm hoàn thành mục tiêu nhà xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tính toán quỹ đất cho nhà xã hội, làm sao đủ đất để làm nhà ở xã hội cho hơn 700.000 công nhân lao động còn đang phải ở nhà trọ. Phải tính toán quỹ đất cho tầm nhìn lâu dài của chúng ta, chứ không phải cỏn con vài chục lô đất không ăn thua. Tầm nhìn để một cái xã hội thịnh vượng, mọi người đều có nhà ở đàng hoàng, phải tính quỹ đất cho nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Nhà nước phải chuẩn bị đất chu đáo, quy hoạch rõ ràng, ưu đãi cho doanh nghiệp về đất và có kết cấu hạ tầng kết nối.
kết cấu hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội một cách hết sức là chuẩn mực. Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Đồng Nai sẽ ưu tiên cho các nhà đầu tư có sẵn nguồn vốn, bởi hiện việc tiếp cận vốn ngân hàng là không dễ. Đồng Nai cũng sẽ lựa chọn nhà đầu tư minh bạch, nhà đầu tư tốt nhất để triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng. Cần thiết kế mô hình nhà ở xã hội một cách tối ưu để có mức giá hợp lý nhất với đầy đủ hạ tầng phúc lợi, chứ không phải đánh đổi bằng giá rẻ nhất. Nhân trạch ngày nay xin cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của chúng tôi. Bạn hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về Nhân Trạch được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.